Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Trong clip thứ hai ngày đầu tuần, Việt Vinh xin chúc anh em có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Và như thường lệ mọi ngày, Việt Vinh xin gửi đến anh em một cặp loa kiểm âm của một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, đó là thương hiệu DCM. Loa của hãng DCM thì Việt Vinh may mắn sở hữu được hai cặp. Cặp thứ nhất là cặp loa DCM KX27, thì cặp loa này thì Việt Vinh đã bán rồi. Và cặp tiếp theo mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em và anh em đang nghe và nhìn đến trước màn hình, đó là cặp loa DCM CX21 Monitor. Cặp loa này là cặp loa dùng trong phòng thu âm của Mỹ. Vì vậy độ trung thực của cặp loa này nó rất là cao. Âm thanh đầu vào khi chúng ta nghe như thế nào thì nó sẽ ra như vậy, không màu mè và không tô sắc. Đây là một cặp loa rất mới. Việt Vinh khẳng định với anh em rằng nó có một chất âm rất là tốt và hay, đậm chất Mỹ. Cặp loa này nó trùng series với nhau. Dòng loa monitor của hãng DCM rất dễ ghép âm ly. Thường thì trở kháng của loa Mỹ thì luôn mặc định là 8 ohm. Và công suất của loa Mỹ thì ít khi họ đề. Và chúng ta hiểu nôm na rằng nó là vô công suất. Nhưng mà vô công suất không phải là không có giới hạn công suất. Cho nên là khi anh em dùng thì không được phép mở kịch volume. Anh em đừng nghĩ rằng nó vô công suất, tức là vặn thoải mái, mở thoải mái, to thoải mái, nó sẽ hỏng loa. Loa kiểm âm DCM thì anh em hay thường dùng những chiếc âm ly cổ, ví dụ những dòng Pioneer hoặc Sansui, công suất không cần khỏe, vừa phải, anh em đánh sẽ rất là ngọt. Hiện tại thì Việt Vinh đang ghép cặp loa kiểm âm DCM CX21 này với chiếc âm ly Sansui AU9900. Và xin mời tất cả anh em chúng ta cùng ngắm và xem qua cặp loa rất hay và rất đáng sở hữu để chơi này. Tất cả những cái này là khi hàng nó về như thế nào thì Việt Vinh để nguyên như vậy, tem mác các thứ nguyên bản của nó. Chắc là những cái này là cái số hiệu họ gửi về. Về phần mặt trước của cặp loa DCM CX21 này, nó có phần ê căng chéo như thế này anh em ạ. Và đây là tem của nó, DCM. Cặp loa này nó có một cái rất là hay là như này. Đây là bát 16 anh em nhé. Lòng là bát 16. Ở giữa là có một cái chép. Cái chép này nó đặt ở giữa cái lòng bát này. Đấy. Đây là ở ngoài thì nó được bao phủ một cái lưới sắt. Rất là đơn giản thôi. Nhưng mà chất âm của nó rất là hay, rất là uy lực anh em ạ. Đây là chiếc thứ hai. Cặp loa này rất là đẹp, thùng vách rất là đẹp. Xin mời anh em xem qua mặt sau của nó. Ở dưới này nó có lỗ thông hơi anh em nhé. Đây là tem mác của nó. DCM CX21 được sản xuất tại Mỹ và số series của nó là 2284. Cặp loa này nguyên bản anh em nhé, nguyên bản. Chưa qua một bàn tay nào đụng chạm vào ở cái phần nội thất của nó đâu. DCM CX21, số series của nó là 2285. Và bây giờ Việt Vinh sẽ đo kích thước của nó. Nó sở hữu chiều ngang là 23,5 cm. Chiều sâu của cặp loa này là 26 cm, tính đến mặt ê căng. Chiều cao của cặp loa này là 47 cm. Và bây giờ xin mời tất cả anh em cùng nghe qua chất âm của cặp loa kiểm âm DCM CX21 này. Khi yêu mới biết tình yêu là buồn, khi thương
mới thấy sầu thương là nguồn. Người chỉ là mong đời tôi, người chỉ là lệ mà thôi, cho sầu chính nữ khôn nguôi. Mến yêu thấm ướt tình duyên nghẹt ngào, anh em vừa nghe qua loa kiểm âm DCM-CX21 này khi mà Việt Vinh ghép cùng chiếc âm ly AU9900, và cặp loa này Việt Vinh bán với một mức giá rất là đẹp cho anh em chơi. Những anh em nào mà yêu thích dòng loa kiểm âm của DCM, yêu thích độ trung thực thì liên hệ với cả Việt Vinh, và giá bán của cặp loa này là 3.900.000 đồng. Anh em bỏ ra 3.900.000 đồng sở hữu được một cặp loa Mỹ kiểm âm đậm chất Mỹ. Và bây giờ, Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt.